tên là gì, nội dung của cuốn sách và trình bày ý nghĩa. Rồi, nội dung của cuốn sách, mình đọc cuốn sách có nội dung như thế nào, tóm lược nó lại. À, là trong cuốn sách giới thiệu rất là nhiều của con trùng, không? À, qua cuốn sách đó là giúp cho chúng ta hiểu biết nhiều hơn về các loài côn trùng, đúng không? Đúng thì nói đi, nói lớn lên, nói gì lớn lên? Dạ đúng. Ý anh nói là nói nội dung của cuốn sách lớn lên, anh hướng dẫn nói hay như vậy đó, anh nói lớn lên. Rồi, ngắn gọn, xúc tích, không có được người bạn. Hồi nãy giờ các em đâu có xung phong đâu, bạn là người đầu tiên xung phong lên đây và nói được ý nghĩa của cuốn sách rất là hay. Các em nghe rõ không? Có nghe bạn trình bày rõ không? Rõ thì cho bạn một tràng vỗ tay, thật là lớn. Các em nghe nghe rất nhiều chiếc xe cao hòa cho em. À, đơn giản đi thôi. Tự giới thiệu về mình đi. Con tên là Hồ Bùi Quang Quý, học sinh lớp 626. Lớp 626, Bùi Quang Quý. Wow. Thấy không, lớp 6 mà đó. Còn lớp 7, lớp 8 đâu. Rồi ở đây phải không? Rồi đây, đứng lên trên này. Rồi các em im lặng nghe bạn trình bày. Không được chọc bạn, im lặng. Rồi, mình có một nội dung. Nội dung nói về một chàng trai tên là Đàm
ông Quân có sức khỏe vô địch, chàng đi giúp dân làm và được mọi người yêu quý. Vô tình thì nhà ông Quân cưới được Âu Cơ và hai người chung sống với nhau, sinh ra được một đứa trứng. Trăm trứng này đẻ ra 100 đứa con, và sau đó 100 đứa con này đủ có hành để thành những người tài giỏi. Họ bắt đầu chia cuộc sống ra, 50 người con thì theo lại ông Quân xuống biển xây dựng lên những hàng dài, còn 50 người con còn lại thì đi theo lại đi theo Âu Cơ lên núi chữa được. Con là vua của nước Văn Nam lấy hiệu là Hùng Vương, và cứ trải qua 18 là Hùng Vương còn lấy tên vua, và Hùng Vương đã đặt ra và cho con mang ra 15 bộ chiến đấu ra 15 bộ. Và với cái huyền thoại là con vua nhà Âu Cơ này thì người dân Việt Nam luôn tự hào nói mình là con rồng trái tim. Rõ ràng đúng không các em? Đúng rồi, nãy anh dặn như thế nào? Đúng rồi, phải làm sao? Phải lớn lên. Rồi em tự giới thiệu cho mình đây. Quá trời hay luôn. Em là Nguyễn Ngọc Trâm, học sinh lớp 6A1. À, lớp 6A1. Ai, 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 anh Diễm? Cô Diễm hả? Học sinh của cô Diễm quá trời giỏi luôn. Rồi cô Thanh ơi, cho em một phần quà đi, lớp 6A1. Hồi nãy giờ chưa có lớp 7, lớp 7 đâu? Giơ tay lên. Học sinh lớp 7 đâu, giơ tay lên. Không có lớp 7 hả? Có một em mà quá em lớp 7 hả? Một mình em là em bước lên đây ăn ưu tiên luôn. Phải mấy bạn đi, kia không chịu giơ tay. Bây giờ nè, có một mình em lớp 7 thì xin phong lên đây, giờ em làm cái gì cũng có quà hết. Rồi bây giờ em trình bày cuốn sách cô hay là muốn hát? Rồi trình bày, cứ trình bày. Rồi công chúa băng tuyết. Vậy đó hả? Còn nội dung của nó sao? Anh chưa đọc cuốn này, anh chưa có biết nội dung của nó nữa. Sao nó là tình cảm đích thực thì xua tan đi mọi vật giá. Ý nghĩa của câu chuyện này nó có nói gì đến tình nghĩa chị em không? Có tình nghĩa chị em hay là sao? Nhưng mà chị em phải như thế nào? À, chị em ở trong nhà phải luôn luôn giúp đỡ, đùm bọc với nhau không? Không có đơn tính xa nhau. Đúng chưa? Thì sao mọi người không vậy? Nghe bạn trình bày có đúng không? Trời ơi, kêu xung phong của ông xung phong, giơ tay không giơ tay. Bạn ông đặt kể thì ngồi cười, không là không chịu vỗ tay. Làm lại quận nữa cho nó khí thế đi. Rồi, thử giới thiệu cho mình đi. Em là trường phương em học sinh lớp 7A1. Lớp 7A1 có một mình em này đúng không? Có một mình em hả? Ba mươi lăm bạn đâu? Thì sao nãy giờ anh kêu sao không thấy giơ tay vậy? Lớp 7A1 đâu? Giơ tay lên đi. Giơ tay lên đi, không giơ tay cũng phải giơ tay khích lệ bạn mình đấy. Trời ơi, em không được. Ủa, còn trong lớp em sức khích dữ lắm sao? Mà sao không mấy bạn nào giơ tay, không mấy bạn lớp 7 nào giơ tay khích lệ em cái gì?
Thôi vậy mấy anh chị lớp lớn lớp 8 thì vỗ tay các mẹ cho em đi. Rồi cô ơi, cho em một phần quà để cô. Rồi nữ hôm nay, thôi bây giờ tôi phải đi xuống đây tôi săn cái lớp 7 này nghe. Thế sao lớp 7 kêu giơ tay cũng không giơ tay mà kêu vỗ tay cho bạn cũng muốn thinh luôn. Hay là nãy giờ mình chăm chú đọc sách không, mình chưa đọc xong quyển sách. Bây giờ ưu tiên cho các em lớp 7 lên đây hát đi. Em nào lên đây hát một bài cũng được, bạn được một phần quà. Ok luôn. Sao lớp 7 đâu? Anh sẽ ưu tiên cho lớp 7 á, em lên, các em lên đây em. Lớp thư viện nắm tay lên trên này hết trơn á. Rất là hữu hái đó. Vỗ tay thiệt là lớn cho bạn. Bây giờ em biết trình bày quyển sách nào của mình đọc. Hoàng Đông không? Lớp 6 A1. Rồi, vỗ tay một lần nữa cho bạn. Đây thấy không? Rồi, lớp 6 nữa. Rồi, em tự giới thiệu về mình đi. Rồi, cuốn sách mình đọc. Rồi bây giờ em đọc xong quyển sách này em thấy nó có ý nghĩa như thế nào đối với mình? Sao các em nghe có hay không? Giúp chúng ta hiểu được tất cả các loài động vật từ hồi xưa tiến hóa như thế nào và cho bản thân chúng ta, con người chúng ta không được sát hại động vật. Hay không? Vỗ lớn lên. Rồi em lớp 6. Vậy là cái tụi từ lớp 6 luôn thiệt luôn đó nghe. Tuần nào chào cờ, sáng nào chào cờ, chúng ta cũng nghe bài quốc ca. Nhưng mà quốc ca mà ca không được nữa sao? Quốc mừng non đâu? Tự tin lên em, mình tự tin lên. Con người, con
rất là rõ ràng và ý nghĩa của nó, ý nghĩa của em như thế nào. Đó không phải là phong tục tập quán của mình đâu. Ngày Tết đó, mình treo cái điêu để mình rước cái hơi về nhà. Đúng chưa? Vỗ tay rất là xuất sắc luôn. Vậy mà nãy là ngồi ở dưới thôi. Rồi em tự giới thiệu về mình đi, nói lớn lên mình, bây giờ mình coi sao rồi. Dạ em là Nguyễn Hoàng Đông, học sinh lớp 6A1. Hoàng Đông không? Lớp 6A1. Rồi vỗ tay một lần nữa các bạn. Đây thấy không? Rồi lớp 6 nữa. Rồi em tự giới thiệu về mình đi. Rồi cuốn sách mình đọc. Rồi bây giờ em đọc xong quyển sách này em thấy nó có ý nghĩa như thế nào đối với mình? Sao các em nghe có hay không? Giúp chúng ta hiểu được tất cả các loài động vật từ hồi xưa tiến hóa như thế nào và cho bản thân chúng ta, con người chúng ta không được sát hại động vật. Hay không? Vỗ lớn lên. Rồi em lớp 6. Nghĩ là cho cậu từ lớp 6 luôn thiệt luôn đó nha. Tuần nào chào cờ, sáng nào chào cờ, chúng ta cũng nghe bài quốc ca, nhưng mà quốc ca mà ca không được nữa sao? Quốc mừng non đâu? Tự tin lên em.